Từ 4 giờ sáng, trên những cánh đồng của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, những thợ săn bắt đầu công việc. Cách vài khu ruộng lại có những tấm lưới này. Loa phát ra âm thanh giả tiếng chim cò ở khắp mọi nơi. Nhiều thợ săn chim ở lại qua đêm tại đây. Võng, cái võng này, nó bay vào. Nó có chim kêu, chim mồ, đài kêu. Thì nhiều lắm. Chim nó bay về nhiều lắm. Ê, em bán bao tiền con? Đây thì bé vẫn bán 20, to bán 25. Đây người ta thu mua cho mối rồi. À, chứ không bán ra chợ gì hả? Không. Những tấm lưới này vẫn gọi là lưới tàng hình. Gọi như vậy là bởi nếu đi từ xa nhìn vào hoặc là trong thời điểm trời nhập nhoạng tối hoặc là tối hẳn thì gần như là không nhìn thấy. Những chú chim đang bay ở trên trời khi nhìn xuống cũng chỉ nghĩ rằng phía dưới này là những cánh đồng lúa bao la nên đã nhanh chóng xà xuống đây và rơi vào những bẫy đã được giăng sẵn. Theo tìm hiểu của phóng viên, một cách đánh bắt khác là sử dụng chim mồi. Bẫy keo được cắm quanh ruộng, chim bay ngang qua, thấy đồng loại ở dưới xà xuống và nhanh chóng rơi vào bẫy. Một ngày, mỗi thợ săn chim bắt được từ vài chục đến hàng trăm con. Keo gì đấy? Nó là keo nhựa. Có những mà cả đàn xà đúng không? Coi đi. Nó xuống đàn. Nó chim ăn ở ruộng này này, hầu như đi chim đôi nhiều. Tại địa phương này, có những điểm thu gom chim trời công khai. Thợ bắt được bao nhiêu, người thu mua hết đến đấy. Trung bình từ 25.000 đồng đến gần 75.000 đồng một con, tùy từng loại. Con này cân con không bác? 3 rưỡi. Bao tiền cân ạ? Con không bán cân. Vân dưới 100 hết, không sợ. Khi những chiếc lưới còn răng khắp các cánh đồng, những đàn chim di cư đang ngày càng vắng bóng ở đây. Thùng hai con vứa bắt đi. Cỏ trắng lắm.